Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh và sử dụng cái cây RB 107 trên những cái bàn phím nha. Hầu như tất cả các phím này nó đều có chức năng nha các bạn. Thì để mình có thể hiệu chỉnh được thì ở đây nó có cái nút bass tông á, hoặc full sành gì đó. Nên giúp cho đặt chỗ này. Mình sử dụng bằng cách là mình ấn giữ cái nút này và mình kết hợp với những cái phím chức năng trên đây. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình đổi tiếng trên cái cây Roland này. Thì tiếng thì nó sẽ nằm từ chỗ nó đô tới nó si ha. Đây này mình có tiếng piano nè. Bây giờ mình sẽ đổi sang tiếng khác bằng cách là mình giữ cái nốt cài đặt này và mình chọn cái tiếng khác. Thì từ đây tới đây nó sẽ có cho mình tầm khoảng 11-12 tiếng gì đó. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mình chỉnh cái mức độ nặng nhẹ của bàn phím, tức là mình quánh nhẹ hoặc mạnh gì đó thì cái mức độ âm thanh nó sẽ ra tùy thuộc cho cái tay của bé nặng hay cần đánh mạnh hay yếu á. Thì mình bằng cách là mình giữ cái nút full sành này và nốt C6 là nốt này từ trên đến xuống nè, 1 2, nốt C thứ ba từ trên đến xuống và tới nốt mi. Mức độ thì nó có 2, 4, 6 mức độ cho chúng ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Thì tùy cho mình thôi, ví dụ ở đây mình sẽ chọn mức độ nhẹ nhất nè, đánh mạnh nhẹ gì nó cũng lên tiếng thôi. Thường thường chế độ mặc định của nó là tầm khoảng ở đây đó là mức độ nặng nhẹ. Và tiếp tục chức năng tiếp theo đó là chức năng nâng giảm tông trên bass, thì mình vẫn giữ full sành và mình cái nhóm chức năng nó sẽ nằm ở nó la 6, tức là la này là la 7 nè, la 6 nè. La 6 là mình sẽ trừ C6 thì là mình sẽ cộng lên, mỗi lần bấm gì là nó sẽ cộng cho ta 1-2 cung, còn này là nó đưa về chế độ mặc định ha. Đây mình sẽ sử dụng, này nó đô nè. Và mình sẽ trừ nửa cung đấy. Nó xuống C rồi nè. Bây giờ mình trừ nhiều luôn. Full sành này cùng với cái nốt la thăng này thì nó sẽ về chế độ mặc định. Đó là chế độ Sinbot thôi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ nói về Bluetooth cho các bạn hiểu nha. Nó có Bluetooth này thì nó sẽ có hai dạng. Mặc định của cái đàn này khi mà các bạn bật lên thì nó đã bật Bluetooth luôn rồi, nó không có chế độ bật tắt Bluetooth luôn nha, nó bật sẵn cho mình luôn. Thì chế độ thứ nhất là Bluetooth MIDI để mình kết nối với cái app, mình sẽ chỉ cho các bạn app sau ha. Và một cái chức năng nữa để chúng ta phát cái loa, phát Bluetooth lên cái loa này để mình nghe nhạc ha, bằng cách là bạn đưa về chế độ phát audio đó, thì bạn giữ cái nút này trong vòng tầm khoảng 5-7 giây nha, để cho nó hiện lên cái màu xanh. Đấy, thì khi mà nó đã nhấp nháy gì á thì chúng ta đã bật được chế độ audio. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào lại trong Bluetooth trên điện thoại. Ở đây nó cũng sẽ có hai nè, audio và MIDI. Ở đây mình chọn audio để mình nghe nhạc. Khi nó kết nối thì trên cái hàng lo này nó sẽ hiện màu xanh, nó không còn nhấp nháy nữa. Ghép đôi. Ok, nó đã kết nối. Giờ mình sẽ bật nhạc cho các bạn nghe thử. Năng này để giúp cho các bạn giống như là mình tập để mình điểm cho ca sĩ hát theo đó, đó là dạng như vậy. Tiếp tục chức năng tiếp theo đó là chức năng ghi âm trên cái con này. Thì con này nó sẽ ghi âm và nó lấy cái đuôi MIDI nha các bạn, chứ không phải là đuôi quay nha. Thì để ghi âm thì chúng ta sẽ giữ cái nút cài đặt này cùng với cái nút volume trừ. Thì khi này đèn ở đây nó sẽ nhấp nháy nè, các bạn thấy nhấp nháy nè. Thì để ghi âm á, đây là chế độ nó đưa vô chỉ mới bắt đầu thôi, chế độ để ghi âm thôi chứ nó chưa ghi âm nha. Thì một nếu bạn hủy thì bạn bấm vào volume trừ thì sẽ hủy chế độ năng ghi âm. Còn nếu các bạn tiếp tục ghi âm thì các bạn bấm giữ nút cài đặt này và nút đô 3 nè, 1 2 3 nút đô 3. Và khi này cái metronome nó sẽ đập theo khi kết thúc cái metronome thì chúng ta có thể chơi nha. Đó, thì chúng ta ghi âm nè.
sau khi mà chúng ta đã ghi âm xong cái bài đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút cài đặt này, và cùng lúc cũng là nốt đô ba để chúng ta tắt đi cái quá trình ghi âm và để cho nó lưu cái đèn này nó nhấp nháy, chừng nào ba cái này nó đưa về cái đầu này là xong nha. Thì chúng ta nghe lại bằng cách vẫn giữ cái nút này và cùng nút đô ba, và để tiếp tục là để lấy cái file mà chúng ta mới ghi âm ra thì chúng ta phải cần có một USB ha. USB này thì các bạn ghi mấy cái lỗi đây, ở đây nó có lỗi USB ở đây, và để lấy cái file ra thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái nút cài đặt này cùng lúc là nút đô 7. Nút đô 7 là nút đô 8 này, đô 7 nè, nhấn vào thì bên đây nó sẽ chớp đèn, nó có hai cái đầu trên đây là tức là ok, tôi chỉ chấp nhận cấp ga gọi là Z á. Các bạn bấm đây chờ một tí đó, thì khi đó mà chúng ta sẽ nó chưa có bị xong, nó gì nó mới xong nè, thì chúng ta ghim vào máy tính thì nó sẽ có cái file cho chúng ta đàng hoàng, file MIDI nha. Thì đại khái đó là những chức năng mà cơ bản và chúng ta hay sử dụng trên cái đàn này khi mà không kết nối với app ha. Còn clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái app của Roland này, nó hoàn toàn mới luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, chào tạm biệt. Các bạn nào cần thắc mắc hoặc là muốn mua sản phẩm này á thì các bạn cứ liên hệ mình, số điện thoại mình để trên cái màn hình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Việt Thanh Music 669, Trần Thị Nghị. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.